Vâng, chào các bác trở lại với kênh của Ngô Quyền Nguyên Đô. Tiếp tục lại về dòng sản phẩm cao cấp chính hãng JD-K20 Pro, chính hãng của JD, thương hiệu của Tây Ban Nha. Đây là dòng vang số được JD phát triển và hiện tại thì mới đưa về Việt Nam và triển khai được trên thị trường được một thời gian. Và hôm nay hết hàng, sau một đợt hết hàng thì hôm nay lại về tiếp nhé. Đây là dòng sản phẩm cao cấp chính hãng của JD. Đấy. Em sẽ mở hộp thì trong đây này, mở hộp lại một lần nữa này. Mở hộp ra, hộp của nó rất sang trọng, bìa rất sang trọng này. Bìa rất là sang trọng đây. Trong đây mở ra thì có một cái USB, có một dây kết nối và một cái khiển. Dây có một cái khiển. Đấy, hộp của nó thì có cái này thôi. Quay kỹ cho anh này. Đấy. Trong thì có một cái dây nguồn. Đấy, trong một dây nguồn. Mở hộp ra thì nhìn rất là chắc chắn nhé. Thì em sẽ khui ra luôn cho các bác xem này. Khui và test luôn cho các bác nhé. Vâng, ở đây là sản phẩm em vừa khui hộp này. Đấy, màn hình toàn bộ là phía trước nằm và phẳng hết. Và con này thì toàn bộ đây là màn cảm ứng. Màn cảm ứng các anh nhé. Đấy, phía trên đây thì là kính cường lực. Và đây là các chỉ số giới thiệu này. Tích hợp Bluetooth 5.1. Đấy. Và đây là Transit Effort. Dữ liệu truyền tải gì được xử lý trên 8%. Và vâng, và đây là các chỉ số đầu vào đầu ra ở mic và nhạc. Thì liên tín hiệu đầu vào thì các chỉ số lôi gate đều lớn hơn 118 decibel. Đấy, và chỉ số nhạc lớn hơn 108 decibel ratio ấy. Nếu mà nhắc đến cái chỉ số này thì các bác có thể hiểu đơn giản như này. Tức là con này khả năng nén com đầu vào đầu ra rất là tốt. Và tắt mật nó sẽ không bị nổ. Chỉ số này càng lớn thì càng tốt các bác nhé. Càng lớn thì càng tốt, cả nhạc cả mic. Đấy, đầu vào và đầu ra. Ok, con này có kết nối không dây. Kết nối không dây là kết nối cái Bluetooth này này. Đấy, cái Bluetooth này này, các bác có thể cắm vào phía sau này. Đây là phía sau này. Phía sau này. Đấy. Ở phía sau thì có 4 cổng mic. 2 đường mic độc lập. 2 cổng mic độc lập. Và ở gia đình thì 4 đường mic là quá ok, quá thoải mái rồi. Các bác có thể cắm vừa cả mic không dây và cả mic dây. Có thể chỉnh riêng mic nam, mic nữ. Có thể chỉnh riêng mic nam, mic nữ. Và 2 đường input bằng hoa sen. Đấy, một đường... thêm center và sub dạng mono ở dạng hoa sen, có thể có tắm các bác có thể cắm ở dòng sub điện ấy, cắm thẳng vào đây không cần phải qua căn nông. Đấy. Đây là cổng Coaxia để các bác cắm vào những dòng TV như là Xiaomi, nó có chạy Coaxia chạy thẳng luôn, tương đương với cổng quang gọi là cáp đồng trục. 6 cổng ao ra. Đấy, tất cả 6 cổng ao ra. Và các chỉ số nôi gate ở đầu này nó cực kỳ lớn. Nên các bác tắt bật sẽ không nổ. Đây chẳng hạn đây này, em đang bật một con này. Tắt bật này, đấy không có nổ gì cả. Đây này, tắt bật các bác nhìn này. Đấy, tắt bật không nổ. Các chỉ số của nó rất là tốt. Ok. Và con này thì ở phía sau đây thì có kết nối cái không dây. Các bác có thể giữ này, có cái USB kèm theo này. Các bác có thể cắm vào đây. Đấy, cắm vào đây nhá. Cắm vào đây, sau đó máy tính nó sẽ phát hiện một cái wifi mới. Và các bác kết nối vào wifi này và bật phần mềm lên. Bật phần mềm lên thế là kết nối và điều khiển bằng không dây. Rất tiện cho các bác có thể đi làm nghề, làm sự kiện hoặc ngồi ở bàn từ xa. Ngồi từ xa các bác có thể gì kết nối để điều khiển không cần phải dây. Đấy. Rất là ưu điểm đúng không ạ? Toàn bộ về thiết kế, về vật lý đấy. Thì toàn bộ này, các bác nhìn này. Toàn bộ này. Ốc của nó là bằng đồng mạ, gọi là kim loại hợp kim để chống han. Đấy, phía trước nhìn vuông thành sách cạnh rất là đẹp đây, và em sẽ bật sẵn một con này. Phần mềm đầy đủ hết các bác nhé, phần mềm đầy đủ và phần mềm thông minh. Và đây là khi bật lên các bác này, bật lên
thì tất cả những cái tính năng đều hiển thị ở đây hết. Màn hình nét màu trắng rất là đẹp, có thể tùy biến được cái màn hình này sáng tối bác nhá. Có thể input bằng tay cảm ứng này. Đấy, chuyển input 1 để input 2 nó nháy này. Input 3 này, OPT này, DT Bluetooth này. Đấy. Bluetooth rất là tiện luôn. Ở chế độ mode đây thì các bác có thể bấm cảm biến ở đây. Đấy, mode 2, mode 3. Và phần Music EQ có thể bấm ở đây. Các bác để tăng bass nhé, tăng bass này. Đấy, tăng bass bằng cái nút control này. Rất tiện luôn. Mid này. Đấy, ấn nút mid này, chép này. Đấy, bass trung, tăng trung này, giảm trung này. Con này thì có thể đặt ngưỡng là cộng trừ 12 decibel. Thế là tùy biến được cái bass chép. Và đặc biệt là khi đặt ngưỡng có thể lên tận cộng trừ 12 decibel. 12 decibel tức là tương đương khoảng tầm 15%. Tương đương 15%. Tức là nếu như mà nó tăng lên quá cái ngưỡng khoảng 40-50% thì là nó vỡ giải. Thế nên tại sao khi các kỹ sư âm thanh khuyên mọi người nên dùng là khi tăng hạ giải là không cộng trừ không quá 3 decibel. Ở điểm đấy như vang cơ các bác tăng nhiều quá thì tiếng nó xé, nó vỡ. Đấy, nên vang số thì nó hạn chế được những cái điểm đấy. Ok, các tính năng cài đặt có thể thao tác ở trên tay, bằng tay và có thể thao tác trên phần mềm máy tính rất là tiện các bác nhé. Thì con này thì thiết kế quá đẹp và chất lượng linh kiện thì em nói luôn, soi gương vào được, đấy, soi gương vào được. Thì tất cả cái dòng vang số hiện tại, vang số chạy chip 21489 là chủ yếu. Tất cả những dòng chính hãng cao cấp, có thể những sản phẩm ở Việt Nam thì người ta hay thiết kế đến 7193. Nhưng cái chip mới là một phần thôi nhé. Cái chip nó chỉ quyết định cái phần tính năng điều khiển số, chứ nó không quyết định tổng thể chất âm của một con vang. Và chất âm của một con vang nó quyết định ở phần gì? Mạch nọc và giải mã. Thì đây, mạch nọc thông thấp và mạch nọc thông cao, hai lớp liên tiếp nhau, đầu vào ra đấy. Giải mã toàn bộ là SS và tụ xuất âm dày mỏng. Thì sử dụng cái tụ vàng vàng này, tụ vàng này, đấy, tụ Hansen, tụ ăn xe màu vàng và sử dụng mạch nọc. Ở đời này thì chỉ số nối gate, các chỉ số này đều lớn hơn các dòng vang số khác hiện tại trên thị trường. Các chỉ số nên tắt bật, các bác để ý tắt bật nó không bị nổ gì đâu, rất là yên. Đấy, các chỉ số này nếu các bác hiểu về âm thanh, hiểu về tín hiệu vật lý thì đây là một chỉ số ấn tượng. Đấy, con này thì hiện tại em về 20 con. Các bác có nhu cầu đến những dòng sản phẩm cao cấp để nghe hay, bày đẹp thì liên hệ với em số tại 0988 32666. Con này full một combo như này, gồm cả dây khiển và cả dây quang các bác nhé, cả dây quang thì là 9 triệu đồng bao ship. Và nếu các bác ở gần em thì em có thể bao cài đặt cho các bác, bao cài đặt cho các bác tận nhà, bắn RTA đồng bộ về kỹ thuật, đồng bộ với kỹ thuật và phối cài đẹp, cài đặt theo cái tính năng của loa. Về phần mềm thì con này có nhiều tính năng hơn, phần nâng tiếng DQ gọi là nâng tiếng số đấy, hoặc mình hiểu là ổn là EQ động ấy, vẫn tích hợp 3 cần nên khả năng phối ghép của con này quá tuyệt vời. Với khả năng nâng hạ giải chủ động theo EQ động 3 cần thì có thể làm chủ được ở chế độ bass trung và chép, để chúng ta có thể phối theo cái ý thích của mình và hạ theo ý thích của mình. Đấy. Con này chống hú đều là hai lớp hết nhá. Nó giống như họ nhà dòng X12 Pro nhưng nó cao cấp hơn, chỉ số noise gate cao hơn rất là nhiều. Đấy, chỉ lên tiếng sạch hơn. Đấy, các bác nghe thử tiếng mic này. Ở đời này thì trung âm dày nhưng lại rất là thoát tiếng, dày nhưng lại thoát, nên hát karaoke tiếng mic đưa vào rất là hay. Em đang để ở đây chế độ này là chế độ 3 nhé, là chế độ giọng nam. Thường thì em sẽ cài cho các bác là gì, có khiển đây, các bác thể dùng khiển thì em sẽ chỉ bằng tay cho nó dễ này. Chế độ 1 là eco ngắn, tự dành cho nhiều người hát, cả nam cả nữ. Chế độ 2 là chế độ eco dài, dành cho nhiều người hát cả nam và nữ. Chế độ 3 là chế độ nam, nam hát là như nào, nam thì bao giờ cũng thừa giải bát thì em hạ giải bát một chút. Đấy, và tăng giải trung cao lên để các bác hát nhẹ, để chế độ nam. Chế độ nữ thì bao giờ cũng thiếu giải. Chế độ 4 là chế độ nữ thì các bác bấm chuyển ở đây nhé. Thì 4 đây, chẳng hạn chuyển sang 4 này. Vâng, chế độ 4 thì là chế độ dành cho nữ.
thì nữ bao giờ người ta cũng thiếu giải bát và lại thừa trung cao. Thì trung cao nhiều quá thì nó lại đanh, người ta hát nghe lại rất là khó chịu. Và trung cao sẽ hạ một chút và tăng giải bát lên. Đi 1, 2, 5, 6. Các bác để ý nha, nghe tiếng mic nha. Các bác nghe tiếng mic nha. Trung cao rất là dày và thoát tiếng. À, dày nhưng lại phải thoát cho dày, mà dày bì thì cũng không hay. Vâng. À, và chế độ 4 là nữ. Chế độ 5 thì là MC hát revert. Chế độ 6 thì em để cho các bác nghe nhạc ở ngoài trời. Các bác nhá, nghe nhạc ngoài trời. À, và đặc biệt thì trong quá trình vận hành thì con này có thể chỉnh bát chép và lưu luôn ở trên khiển. Đang hát có thể bấm mute. Đấy, bấm mute. Nó hiện chữ mute này. Đây. Em bật lên này. Bật lên. Đấy. Ví dụ các bác đang alo chẳng hạn, các bác bấm mute chỉ cần nói tiếng mic thôi. Đây. Lúc đây nhạc không mở nữa nhá, chỉ có tiếng mic thôi. Đấy. Tiếng mic vẫn ok nhưng mà mute nhạc mất rồi. Đấy, và muốn hát thì lại bật lên thôi. Và input có thể tùy biến nhé, các bác phải cắm một lúc 4 đường input vào. 4 đường input vào và chỉ cần bấm chuyển thôi. Bấm chuyển thôi. Đấy. À, cái thứ hai đặc biệt đó này, con này có thể chỉnh bát chép và lưu trên khiển. Đây. Đấy, bát đây. Bát mid mid. À, thì chúng ta sẽ thì tận dụng cái tùy biến này để gì? Vì những cái bài hát ở trên mạng ấy thì có con nhiều bát, có con ít bát. Đấy, thì các bác có thể tăng chủ động tăng giảm. Ví dụ có bài nào nhiều bát thì chúng ta sẽ để giảm giải bát đi. Đấy, cộng trừ được 12 decibel. Đời này nên được tầm 12 decibel. Mic cũng thế. Mic nếu như mà các bác nam hát, các bác lớn tuổi hát mà những bài giọng trung trầm nó nhiều ấy thì các bác hạ giải bát xuống. Hạ giải bát xuống. Và tăng giải chép lên cho nó hát sáng. Và nữ thì ngược lại. Đấy. Và sau khi mà làm xong hát xong tắt đi bật lại thì nó lại về cái ngưỡng cân bằng ban đầu. Rất là hay nhá các bác nhá. Rất là tiện. Đấy, và bây giờ thì các bác em sẽ thử tiếng mic ở chế độ 1 cho các bác nghe này. Đi 1 2. Ai đứng như bóng dừa. Tóc dài bay trong gió. Đấy, tiếng xì xào rất là hay. Ở đời này là một trong những đời mà cho tiếng vượt hay nhất. Dày, có độ sáng và lại không bị ồm. Không bị ồm. Đấy, đó là đặc trưng của đời JDK20 Pro. Bản đặc biệt xuất sắc tại thời điểm này. Một trong những mã vang số có thể là hay nhất tại thời điểm này. Chỉ số no gate quá lớn. Và hình thức quá đẹp để các bác chơi, trải nghiệm và phối những dòng loa, những bộ loa giá trị cao. Khoe đi. Vang số là khoe giải cho loa các bác nha. Các bác chọn những dòng vang số cao cấp để gì, khoe những dòng loa cao cấp, phát huy hết giải loa. Đấy, để đảm bảo các bộ karaoke của các bác là gì, đắt tiền nó sẽ phải hay hơn rẻ tiền. Đấy, chỉ số no gate lớn thì các bác đưa mic vào nó sẽ hạn chế cái điểm tạp âm và bị dội rất là nhiều các bác nha. Các bác mua thì ủng hộ em nữa. Xin chào lại các bác ở những video theo. Và bây giờ em sẽ thử test một đoạn karaoke các bác nghe nha. Anh ngờ trong này chưa thấy mùa đông, nắng vẫn đỏ, mận hồng đào cuối thu. Trời Sài Gòn xanh cao như huyền du, tân diệu khi là mùa đông hương. Một người xa em, một chút nắng vàng, đường cánh xe của tờ cây.